Chùa này chữa bệnh nhiều lắm. Người ta nói chữa bệnh nhiều lắm. Kêu bằng chùa lá. Chùa Phổ Giác. Người ta thường kêu là chùa lá để dạy thêm. Hết dài, dòng vô chánh điện chị cô. Đẹp. Nọ đi vô đây nó mấy năm về trước lâu rồi, vô đi 4 năm 6 khu vực. Mới xây lại năm ngoái không nè, cái tháp bên này cũng xây lại năm ngoái. Và vòng quanh này là xây lại năm ngoái luôn. Cái cổng đó chỉ không thẳng ra là con rạch lớn ra cầu sáng. Vậy đó hả? Mà bây giờ cái cổng đó nó đóng rồi. Con rạch đó giờ cũng cạn rồi. Quay đây, quay vô chị. Vòng cái này quay vô. Nè, chị đi đông này, chị quay mấy tượng Phật này. Quay mấy tượng Phật này. Dài dài đó, cái vòng đó cái quay vô chánh điện. Để nha. Này gần sắp hết bia. Ủa này trồng cao mấy cô, giật cao hả? Giật cao nó nước quá. Đây là cái hồ phóng sanh để cho các quý Phật tử phóng sanh. Hồi đó nước đầy lắm, phóng sanh nhiều lắm nhưng mà giờ cạn rồi, giờ người ta cho phóng ít. Giờ phóng sanh dưới đây, phóng sanh đây chị vô chị giái trong đó, giái ra đây giái thì mình đọc kinh chú cho con nước con đọc đi yêu chơi. Đâu là cách nghĩa cái tao nói cái là bị cự nha. Mày đừng nói là tao nói cái là cự nè. Tao dịch ra nha. Cao mà nó còn gì từ ta còn khác mấy cái đợt nói là cao. Thầy cho con hỏi cái này là làm thuốc hả thầy? Dạ làm thuốc cô. Được mà nó xây cái này không phải là riêng nó làm thuốc được mà là kết hợp với nhiều loại nữa mới thành bài thuốc. Dạ. Làm vậy là phơi khô xong xay nhuyễn làm bột mới là kết hợp làm thuốc viên. Dạ. Con cảm ơn thầy. Dạ. Cái khế. Nhà chị hồi xưa là mở cửa cho mình đi ra luôn ha, không cho mình đâu, bây giờ khóa cửa rồi. Đây ngày này là mới mở cho mấy thầy đi thôi. Ra quậy có con rạch lớn chạy ra cầu lớn, con rạch lớn lắm. Mỗi lần tôi hay ra ngoài này tôi ở cả buổi. Bây giờ mấy con rạch khô cạn hết rồi, hồi nó rạch lớn lắm. Trong kia khế à. Cái chùa này là chùa Phổ Quang nha các bạn. Chùa Phổ Quang còn gọi là chùa Gốc à. Gốc Khế. Ở bên đây là cái gốc khế, gốc cây. Đây là có nước cho phóng sanh lại rồi nè. Chứ không tháng 7 là đi là khô cằn, không có miếng nước nào hết. Các bạn nha cả nhà.